Thưa các thầy cô trong hội đồng đánh giá, thưa toàn thể các quý đại biểu, tôi xin phép thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày đề tài mới liên quan giữa bệnh đồng mắc và bệnh cấp mãn tính tại Thái Nguyên. Về đặt vấn đề đồng mắc hay có tên là comorbidity là bệnh cùng tồn tại với bệnh của tắc nghẽn mãn tính. Đồng mắc thường gặp là các bệnh tim mạch, hội chứng chuyển hóa, bệnh rối loạn xương, loạn xương trầm cảm và ung thư phổi. Bệnh đồng mắc làm cho bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nặng thêm, tăng nguy cơ nhập viện, tăng xuất hiện các yếu tố y khoa, đặc biệt là các nguyên nhân gây nên tử vong. Về thực tế thì bệnh đồng mắc chưa được chú ý đúng mức, dễ bị bỏ qua hoặc bị che lấp bởi các triệu chứng của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Đề tài tiến hành với mục tiêu phân tích các mối liên quan giữa bệnh đồng mắc với đồng cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và kết quả điều trị kém tại bệnh phổi Thái Nguyên. Về đối tượng và phương pháp nghiên cứu, về đối tượng là bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính điều trị tại bệnh phổi Thái Nguyên, tiêu chuẩn chẩn đoán theo gold 26, Hitler dưới 70% và sau test phù hợp với quả âm tính, tiêu chuẩn loại trừ các bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có kèm IGS. Thời gian nghiên cứu từ tháng 1 cho đến tháng 3 năm 2018. Phương pháp nghiên cứu là mô tả bệnh tim mạch ngang và mỗi tận tiện thu được 371 bệnh nhân. Về chỉ tiêu và tiêu chuẩn nghiên cứu thì phân nhóm thì phân ra thành hai nhóm để đánh giá, là nhóm có trên 2 đợt cấp trong một năm và nhóm dưới 2 đợt cấp trong một năm theo Bộ Y tế cũng như là theo GOLD. Về chẩn đoán tiêu chuẩn các bệnh tăng huyết áp, đầu tiên C7, suy tim thì theo tiêu chuẩn của Nguyên, loạn nhịp tim, bệnh mạch vành theo xác định của bác sĩ tim mạch, chẩn đoán đái tháo đường theo hiệp hội đái tháo đường Hoa Kỳ, chẩn đoán hen theo GINA 2016, chẩn đoán ung thư phổi theo mô hình học và khoa học, chẩn đoán trong ngực dạ dày, thực quản, trầm cảm, viêm phổi, phế quản theo xác định của các bác sĩ chuyên khoa. Bệnh viện Lao là bệnh viện phổi là chuyên khoa, thì nhiều những cái bệnh lý mà mở rộng ra thì chúng tôi đều tham khảo chuyên khoa. Về kết quả điều trị thì chia làm hai nhóm: nhóm đỡ giảm, tức là bệnh nhân được chuyển ra ngoại trú, điều trị ngoại trú theo cái đơn vị CMU. Thế còn bệnh nhân nặng hơn thì hoặc là chuyển viện, hoặc xin về, hoặc là tử vong. Hầu hết là bệnh nhân xin về những bệnh nhân nặng, giúp máy thở để tử vong. Để thu thập số liệu thì thông qua mẫu bệnh án và xử lý phần mềm SPSS, nghiên cứu được thông qua hội đồng y đức trường Đại học Y Dược Thái Nguyên. Đây tôi công tác tại Đại học Y Dược Thái Nguyên và đương sinh viên cũng là tại bệnh viện phổi của tỉnh, cho nên là khi đề tài thì phải báo cáo thông qua hội đồng, hai hội đồng, nhưng mà trên bệnh viện thì chưa có cái hội đồng y đức thông qua hội đồng. Về kết quả bảng 1, đặc điểm của bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và số đợt cấp trong năm. Kết quả bảng 1 cho thấy tỷ lệ bệnh nhân nam nhiều hơn nữ là 85,7 so với tỷ lệ 3. Tuổi trung bình là 69,3 cộng trừ 9,9. Tuổi trung bình giữa hai nhóm đợt cấp là không khác nhau, P lớn hơn 0,5. Có 82,4% bệnh nhân mắc nhóm trên 70 tuổi. Bệnh nhân mắc chiếm 47,7%. Bình là 1,7 cộng trừ 0,9 trong năm. Kết quả này là phù hợp với công bố của Jamie và West 2017 cho rằng có từ 21-74% bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính trên 2 bệnh đồng loạt trong một năm. Theo Dion, trong số 77 bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì có 61 bệnh nhân, tức là chiếm 79,2%, có ít nhất một bệnh kèm theo. Những bệnh nhân mà không có bệnh đồng mắc có tỷ lệ trên 2 đợt cấp trong năm rất là ít, ít hơn hẳn so với dưới 2 đợt cấp trong năm, P nhỏ 0,01. Bệnh nhân càng có nhiều bệnh đồng mắc thì số đợt cấp trong năm càng nhỏ hơn. Bảng tiếp theo, mối liên quan đến bệnh đồng mắc và một số đợt cấp trong năm xếp hạng theo từ số lượng cao đến thấp. Qua bảng 2 cho thấy bệnh đồng mắc liên quan đến tăng huyết áp, tim mạch, trầm cảm,
trầm cảm thì chiếm 27%. Trầm cảm là một dòng suy bệnh lý trong bệnh tắc nghẽn mãn tính. Người bệnh sống theo mình, hạn chế giao tiếp, ít vận động, làm ảnh hưởng đến quá trình tập luyện hồi phục, làm tăng nặng. Với ung thư phổi thì có tỷ lệ là 1,6%, gấp 3-4 lần nhóm không có hút thuốc lá và cũng là nguyên nhân tử vong từ 5-5 lần. Bảng số 3, mối liên quan giữa bệnh đồng mắc và kết quả điều trị xếp theo thứ tự cao đến thấp liên quan. Bảng này cho thấy bệnh đồng mắc ảnh hưởng đến kết quả điều trị ung thư phổi, tăng huyết áp, bệnh tim mạch, đái tháo đường, trầm cảm, viêm phổi, phế quản, p nhỏ hơn 0.01 và 0.05. Theo cách là Catalina năm 2009 thì 1/4 số bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính bị chết do nguyên nhân là tim mạch. Kết luận thì qua nghiên cứu 371 bệnh nhân có nghiên cứu đưa ra kết luận sau: bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ngoài các biểu hiện bệnh phổi còn gặp bệnh lý ở nhiều cơ quan khác nhau, nhất là các bệnh tăng huyết áp, tim mạch, trầm cảm, ung thư phổi, viêm phổi, phế quản. Các bệnh này làm nặng thêm tình trạng của bệnh và là nguyên nhân gây tử vong của người bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Do đó cần phát hiện, điều trị các bệnh đồng mắc cùng với điều trị chính giúp đạt kết quả tốt nhất. Đây là bài trình bày của tôi, xin được cảm ơn.